Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về danh dung của người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ngày 22 tháng 12 năm 2011, người con gái duy nhất của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã qua đời tại ngôi nhà riêng nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời ở số 45 đường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của mình, bà Hà Thúy Hồng chỉ được gặp cha có hai lần, một lần khi bà còn bé và một lần khi bà đã trở thành một bà lão 80 tuổi. Với sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm, khi tìm thấy mộ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bà Hà Thúy Hồng đã lần đầu tiên được nói chuyện với người cha anh hùng của mình. Bà Hà Thúy Hồng sinh ra tại Hà Tĩnh, trong ngôi nhà mà cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã sống lúc sinh thời. Bà là người con duy nhất của tình yêu giữa cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập với vợ là bà Nguyễn Thị Giáo. Khi bà Nguyễn Thị Giáo mang thai thì Tổng Bí thư Hà Huy Tập phải vào Nam Kỳ để hoạt động. Cái tên Hồng mà bà Nguyễn Thị Giáo đặt cho con gái sau này cũng chính là do Tổng Bí thư Hà Huy Tập dặn lại. Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã lấy tên của ngọn núi Hồng Lĩnh quê hương mình để đặt tên cho con gái đầu lòng. Ngày 2 tháng 3 năm 1929, người con gái đầu lòng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập và cũng là người con gái duy nhất của ông chào đời. Từ khi chào đời, bà Hà Thúy Hồng đã không biết mặt cha, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng không hề được biết mặt con gái. Nhưng cụ Hà Huy Tập vẫn lấy tên con gái của mình để làm bi danh đi hoạt động cách mạng như Hồng Thế Công, Hồng Huy Vít. Hà Thúy Hồng sống với mẹ tại thị xã Hà Tĩnh, đến năm lên 5 tuổi mới theo mẹ vào Huế, rồi sau đó vào Sài Gòn, Cần Thơ và sau này lại trở về Sài Gòn để sống cho đến ngày qua đời. Vì vấn đề an toàn nên thời bé, bà Hà Thúy Hồng không biết cha mình là ai. Mẹ bà không bao giờ tiết lộ cho bà biết những bí mật về cuộc đời của cha. Bà chỉ biết cha mình tên là Hà Huy Tập, tham gia hoạt động cách mạng rồi bị xử tử, chứ không hề biết cha mình đã từng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1936-1939. Sau này, mẹ bà lấy một người chồng khác, bà Hà Thúy Hồng vẫn may mắn vì có một tuổi thơ hạnh phúc. Tuy không được sống với cha ruột, nhưng người cha dượng của bà Hồng là người tốt bụng, nhân từ. Ông yêu thương con gái riêng của vợ như con ruột của mình. Lớn lên, bà Hà Thúy Hồng theo nghề dạy học. Bà kết hôn với ông Bùi Quang Liêm, một cán bộ hoạt động cách mạng, đã từng bị tù đày tại Côn Đảo. Cuộc đời bà cứ thế yên bình trôi qua mà không hề hay biết gì về cuộc đời cách mạng của cha mình. Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ở Sài Gòn, cái tên Hà Huy Tập mấy ai nhắc đến. Bà Hà Thúy Hồng chỉ biết tên của mình, của cha mình trong tờ hôn thú của cha mẹ và trong tờ giấy khai sinh của bà, mà mẹ bà đã cẩn thận cất giữ dưới đáy của một cái rương gỗ. Mãi đến sau ngày đất nước giải phóng năm 1975, một lần vô tình nghe trên đài phát thanh có một lời nhắn: tìm người nhà có tên là Hà Thúy Hồng, con ông Hà Huy Tập là cán bộ Trung ương Đảng bị kết án tử hình cùng đợt với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử và Bí thư xứ ủy Nguyễn Thị Minh Khai, có mẹ là Nguyễn Thị Giáo, hiện còn sống ở đâu thì cho người nhà biết tin theo địa chỉ. Và nếu ngày đó đất nước chưa giải phóng, có lẽ bà Hà Thúy Hồng vẫn chưa biết về cha mình, càng không biết ông là cán bộ Trung ương Đảng, là Tổng Bí thư Trung ương Đảng thời kỳ 1936-1939. Cuối năm 1975, bà Hà Thúy Hồng đã ra miền Bắc. Tại đây, bà được gặp những người cô ruột của mình quê ở Hà Tĩnh và ở Hà Nội. Qua những người cô ruột, bà biết thêm nhiều điều về cha của mình và về cuộc đời hoạt động cách mạng của cha, biết về sự hy sinh anh dũng của người cha. Cũng nhờ đó, bà mới có cơ hội có thêm những người thân mới bên Hà Nội mà bà chưa có cơ hội để gặp mặt. Lúc biết về thân phận của mình, bà Hà Thúy Hồng đã gần 50 tuổi. Năm 1997, bà Nguyễn Thị Giáo, mẹ của bà Hà Thúy Hồng đã qua đời tại ngôi nhà số 45 đường Lam Sơn, khu phố 4, phường 5, quận Phú Nhuận. Bà Hà Thúy Hồng sống tại ngôi nhà đó cùng gia đình cho đến khi qua đời vào dịp cuối năm 2011. Bà Nguyễn Thị Giám và ông Nguyễn Phước Lai còn có 3 người con, hiện giờ đang sống ở Mỹ. Nhưng ông Phước Lai không bao giờ phân biệt đối xử với con riêng của vợ. Thuở nhỏ, bà Hồng được cho đi học tại trường Pháp Việt. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, bà theo nghề của mẹ về làm giáo viên trường Chi Lăng rồi xây dựng gia đình. Bà có 3 người con gái đặt tên là Hồng Anh, Hồng Liên và Hồng Vân. Ngoài người con gái út đang sống ở Mỹ, 2 người con gái của bà vẫn tiếp tục sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngôi nhà mà bà để lại ở số 45 đường Lam Sơn. Tuy là con gái của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhưng bà Hà Thúy Hồng sống cuộc đời giản dị. Đến năm 1987, bà nghỉ chế độ với khoản trợ cấp một lần rồi ở nhà đó từ đó đến nay. Tuy sống nương tựa vào người con gái, nhưng bà Hà Thúy Hồng vẫn dành số tiền ít ỏi của mình để giúp đỡ những người nghèo gặp khó khăn và những học sinh nghèo vượt khó.
Con gái của bà Hà Thúy Hồng chính là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập bị thực dân Pháp xử tử, không biết phần mộ nằm ở đâu, nhưng con cháu dòng họ Hà luôn tâm niệm sẽ tìm được mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Việc tìm mộ ông bắt đầu từ năm 2001, khi đó cơ hội tìm thấy rất mong manh vì hiếm còn ai còn sống để biết Tổng Bí thư Hà Huy Tập được mai táng ở đâu. Đến tháng 11 năm 2009, với sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm, hài cốt của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mới được tìm thấy. Khi tìm thấy hài cốt của Tổng Bí thư Hà Huy Tập qua nhà ngoại cảm, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có nguyện vọng được gặp con gái của mình là Hà Thúy Hồng. Được sự bố trí của ban tổ chức và thông qua nhà ngoại cảm, ba Tập đã gặp Hồng ở nhà số 45 Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, Tổng Bí thư Hà Huy Tập nói với con gái rằng: "Năm 1940 gặp con, lúc ấy con mới 11 tuổi, nay con đã là bà già 80. Ba rất thương con và ân hận là không giúp được gì cho con và má con." Nhờ buổi nói chuyện đó, bà Hà Thúy Hồng mới biết rằng bà đã được gặp cha trong tù khi ông đang bị bắt giam. Nhưng khi đó, vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra khi bà Hà Thúy Hồng còn quá nhỏ, nên bà đã không nhớ được những ký ức về lần gặp ấy. Cả cuộc đời của mình, bà Hà Thúy Hồng chỉ gặp cha có hai lần, một lần khi bà còn bé và một lần khi bà đã trở thành một bà lão 80 tuổi. Ngày 22 tháng 12 năm 2011, người con gái duy nhất của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã qua đời tại ngôi nhà riêng nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời ở số 45 đường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng đã đến tiễn đưa. Cả Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên, quê hương của Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng vào Sài Gòn để thắp nén hương tiễn đưa người con gái duy nhất của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ở tuổi 83, bà Hà Thúy Hồng cuối cùng đã được gặp cha mình ở nơi suối vàng. Trên đây là một vài thông tin về người con gái duy nhất của người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.